đi lên trên núi gặp mấy anh Nhâm này. Đấy. Mấy anh Nhâm đi đâu vậy? Đi kiếm gái trong này. Ôi, không có gái đâu, có gái khỉ thôi à. Chứ ở trong đây có đâu có gái đâu. Gái từ Đà Lạt xuống đây chơi. À. Hôm nay không có. À, hôm nay không có hả? Hay đi tour. Hiện tại mình đi trên quốc lộ 28. Mình đi ngang qua cái đường này, mình nhìn thấy cái nhà sàn đẹp quá. Mình quay lại tí. Cái nhà này của người đồng bào gì thế em? Đây là người dân tộc Cờ Ho. Nhà xịn ha. Nhà là nhà sàn nhé các bạn. Hồi xưa tất cả cái khu này người ta đều nằm nhà sàn, nhưng mà bây giờ là về kinh tế của người ta, nông sản người ta bán được nhiều tiền quá, bây giờ người ta xây hết nhà mái thái. Không biết có ai nhà ông ta. Không biết nữa. Có dép ở ngoài kìa. Hello anh em, đây là một cái cung cua tay áo cực kỳ gắt luôn, bao đẹp. 70 cây số nữa. Hiện tại là dừng chân mua ăn bánh xèo. Rồi xuất phát từ lúc 1 giờ chiều. À. Giờ là 5 giờ chiều rồi. 5 giờ chiều. Và vẫn còn 70 cây số nữa. 70 cây số nữa. Chúng ta lại leo đêm thêm một hôm nữa. Tại vì đói bụng quá nên phải rất bánh xèo. Nhìn thấy ngon quá. Bánh cá ép sen. Mình thấy ép sen nữa. Nhớ xem nha. Nhớ nhá. Làm ít bánh xèo ăn ra ấm bụng đã rồi đi tiếp. Hiện giờ là 5 giờ chiều. Chắc sẽ leo đêm thôi. Ở đây có điện máy xanh nè. Đó. Có điện máy đen nè. Đây 30 ngàn. Đây chưa khỏi giá. Cũng tối lắm. Đi một vòng nát nữa quay lại đây ta cho mày tiếp à. Chứ đừng có vòng vòng ở đây chết luôn á. Cho này cho con trâu rồi. Phải nói tiếng dân tộc nó mới hiểu. Nói với nó là quay cấp chắc nó hiểu. Nó đi luôn không ạ? Hello các bạn. Hiện tại thì mình đang đứng ở ngay chỗ một cái khúc ruộng mà rất là nhiều đá nha, trên ruộng nha. Thì không biết là cái năng suất của người ta là như thế nào, mình không biết. Phía trước mặt kia mình kia là Mai Ngọc Mỹ nha. Thì đang mò đường lên tới cái cục đá có cái cây này. Đó. Ui. Ở đây toàn là đá lớn không à. Đá lớn. Đúng rồi, đi. Nhưng mà ở đây là lúa này, hiện tại là nó chưa có hoa luôn, chưa hoa lúa luôn. Quay cắp ơi. Ui. Đẹp nha. Đây mình đang đứng trên bãi đá của Cao Nguyên Lâm Viên. Của bãi đồng ruộng. Xung quanh toàn là đá không?
còn phía xa xa toàn là đỉnh núi đấy. Phía trước kia là núi khá là đẹp. Mình nhá nhổ là cái gì? Theo tôi nha, qua kia hỏi người đồng bào xem đường lên núi đường nào. Hỏi đi. Hỏi đi. Anh không hỏi á? Anh đâu có biết tiếng. Lâm Bò. Núi Lâm Bò. Thấy đẹp quá, bãi đá này đẹp quá. Ghé vô xem. Ghé vô xem cái thấy mấy chị đang làm. Ủa sao mình không trồng lúa mà mình lại đi trồng bắp? Đấy, lúa này. À, lúa đây hả? Quay. Qua đường ngoài bên này. Qua đường bên đấy à? Ừ. À. Ăn cái lúa ở đây ngon á. Ăn cái lúa ở đây ngon à? Ăn đi. Tôi không phải là bò à? Con to. Con to. Con to đâu. Ui. Vậy là mình nói người ta cũng hiểu mà. Cái trong cái mấy thanh niên chill này xuống dưới chắc đi làm. Đi làm cái xong làm công ty. Chứ ở đây từ đây xuống dưới mình là cũng khá là xa. Cầm bọc. Ôi nhoan ngu. May quá đi dép. Đẹp nha các bạn. Trời ơi, lúa ở đây đẹp mà. Nghe bảo rẻ quá, không ai mua. Ăn thì không hết. Chắc là cái đỉnh này á, tôi sẽ leo lên cái đỉnh này. Đâu rồi? Đỉnh này. Chắc chắn luôn, hoặc là đỉnh này. À, phía xa có một bé đang chăn bò. Trời nắng không có nón nạ, nón niếp các thứ. Đấy. Đấy, bạn vừa đi vừa bật cà chồi cà phê luôn. Đấy, cũng khá là ok. Dọc nhỉ? Dọc. Ngoài. Dưới kia có hai người đang sạc cỏ bắp. Chuẩn bị trồng cái bắp. Đấy. Tôi thì đang từ trên dốc xuống. Hello anh em. Tôi đi lộn đường rồi. Chắc cũng vào mùa mưa chắc nó nở đất đấy nhỉ. Nở đất nó sẽ trôi dạt xuống dưới. Hello anh em, hiện bây giờ là 10:30 và mình đến được một cái địa điểm gọi là xe máy đến được. Còn đường lên núi thì mình chưa biết. Mà nghe người bản nói thì lên được. Nên là mình cứ đánh lèo đi thôi, tuổi trẻ mà. Mình có mang một số đồ ăn, bánh kẹo các thứ. Lên rồi xuống liền, không cắm trại trên đó. Mà nếu mà may mắn thì có thể có đường mòn tới đỉnh, không may mắn thì quay lại. Ui, nước trong. Wow, nước suối đã chưa? Có phần mát trong em. Nước chảy không sao. Mát ha. Sướng mát nha. Thôi đây, mời đỡ đây. Let's go. Mới đi một đoạn được khoảng 100 mét, em thấy thế nào? Làm gì mà 100 mét, anh đo từ đây xuống tới cái cục đá vôi kia làm gì 100 mét. Cục đá ngay chỗ bìa rừng nha. Cái to. Tới đây chắc cũng nếu mà tính cái đường dốc là phải
gấp đôi đoạn đường đi tại vì nó dốc ấy, mà tính nó hai cây hai cây thông à, không, hai cây số thì hai cây số đúng rồi. Tại vì mình lên dốc mà, với lại mình phải chịu chịu cái gì, chịu tải của cái này này, cây bự, chịu tải của cái này nó nặng, xách theo nó mỏi tay. Nên đâm ra là khi đó là mình phải cấu thành cái đoạn đường đi là nó xa hơn. Không được mà ăn bớt quá. Đi. Ngồi tí đi. Đẹp nha. Nó xung quanh đẹp quá, trời đẹp. Đẹp, trời đẹp, nhưng mà ngồi tí đi để cho nó gọi là giãn cái cơ chân. Giờ mình tiếp cận được bìa rừng rồi các bạn. Đẹp lắm ạ. Bao nguyên sinh luôn. Đi trong rừng rất là phêu các bạn. Cảm giác được chữa lành ghê. Xanh mướt mắt đẹp. Cái xong này em giả bộ em bắt con trùng. Phá. Ông là ông ngược đãi động vật đấy nha. Các bạn có thấy cái cây được cao không? Cao quá chứ, cao luôn. Má, nhiều khi em nói chặt chứ. Cao ơi là cao luôn đó. Ở đây là cái chỗ nghỉ ngơi lý tưởng này các bạn. Ở đây là các anh em chắc mới cưa cái gỗ đằng kia, xả ở đây ván, ngồi rất là ok luôn. Nhưng tiếc mỗi cái cây thôi, cái cây cái lõi này. To chưa? Đây là ván hộp luôn nha. Khiếp. Hiện giờ anh em chúng tôi chắc đi được khoảng nửa đường rồi. Phô cái cây ở ven đường to chưa? Khủng khiếp luôn, mà còn nghiêng nghiêng nữa chứ. Hả? Trời ơi to. Thấy sao em? Cây thế nào? To quá. Thấy thiên nhiên nó có hùng vĩ không? Hùng vĩ nhưng mà biết sao không? Leo dốc nó hơi mệt. Úi giời, lại mệt. Cái vấn đề của thằng em này là sức khỏe chưa tốt. Cần cải thiện thêm nhá. Ok à. Mình, tụi mình mới bị vắt cắt cắn nha. Máu à. Máu tè le. Mình mới vứt con vắt xuống dưới đây, không biết nó bò đi đâu. Chứ là đất đá chẳng bị có hổ đi. Dạ chẳng qua là gờ. Chẳng bị doan này hỏi là bồn huệ nhỉ, bồn trùng nhỉ. Mình trùng rồi nhỉ. Bồn bồn mì nhỉ. Bồn bồn hì bát bê nạ. Không biết đâu, bồn mì ở quả. Quả là. Ơ quả là. Có hiểu không? Hả? Có người hiểu người không? Đây là con vắt cắn nha, cái tội đi dép. Đâu có hiểu đâu. Còn mình á thì cũng bị một vết cắn, cái tội đi dép. Ăn rau bơm bơm nữa. Gặp mấy, đi lên trên núi gặp mấy anh nhầm này. Đấy. Mấy anh nhầm đi đâu vậy? Đi kiếm gái trong này. Ôi, không có gái đâu, có gái khỉ thôi à. Chứ trong đây có đâu cô gái đâu. Gái từ Đà Lạt xuống đây chơi á. À. Hôm nay không có. À hôm nay không có hả? Hello anh em, thì đây là đỉnh Lombo. Cao chắc cũng khoảng 1900m á. Phía bên này có một cái đỉnh khác. Thì hướng này là hướng Đà Lạt nè. Nhìn thấy cối xay gió nè. Hướng này đi Đam Rông. Hướng này hướng tôi lên. Thì leo cũng khoảng mất hơn 3 tiếng á. À, tự nhiên bắt được 55 nhà dưới phía dưới này à, cái là rủ mấy nhầm dắt lên trên đây chơi. À, đây là đồi cỏ này. Ủa, này ngon à, cái này bổ đầu là ngon à. À, kiếm mật ong hả? Cái này là chốt đây. Cái này là một phát là đi luôn đó. Mật ong á, à ý là à lúc nãy mình mới thấy mới thấy ba người kiếm được mật ong đi ở dưới á. Đừng mày đi xe mô tô đừng. Nói nào? Ôi ai kia ta? Thanh niên nào từ đằng xa kìa. Chắc là đi cắm trại hả? Qua rau sườn luôn nha. Đấy, khi mình
Mình đi mình cũng gặp một đoàn đang đi cắm trại trên núi ấy. 5 người, trai gái. Đó. Mát hả? Cái đường chỗ kia thì lên đâu ta? Lên đấy hả? Lên phía bên đó hả? Cái đường đó có lên được cái đỉnh như kia không? Cầu số 4 chỗ này duy nhất là chỗ này hả? Đây nhiêu mét là 1.900 rồi. Em có thấy khu thành phố buồn không? Em đang quay cái này nên em chưa thấy. Phía bên này là hoa quả sơn nha các bạn. Tôn Ngộ Không ở bên này. Khi mình đi lên núi Lâm Bo xong thì cái khu mà cắm trại xong thì bây giờ mình đi xuống tại vì không kịp thời gian. Không kịp thời gian, lát nữa mưa. Nếu mà mưa lớn thì mấy bạn này nói là vắt nó sẽ ra nhiều hơn nữa. Nên đâm ra là mình đi về. Ôi, sao mình không mua thúng mình bán con chim à? Hiện tại đang 2 giờ chiều. Tụi mình đang theo chân mấy anh em bản làng của làng này là làng Chiêu nha. Mấy anh em này không biết đi đâu à. Cái xong rồi gặp cái xong là được mấy anh em dắt lên trên kia coi tí cái xong giờ đi về. Trên đường về mình cũng hái lắm, mấy anh em này chơi toàn là ủng không à. Còn một mình là chơi dép à. Sợ vắt lắm, nó cắn ra 2 phát rồi. Thì thao mấy em nhỏ này mình đi một phát một là một tiếng một là từ trên đó xuống luôn. Quá kinh khủng. Đúng là thanh niên xóm. Mà leo mình leo là 3 tiếng xuống 1 tiếng. Dữ dằn thịt. Đấy.